đúng rồi. Bé dạ hoặc là baby à. La vị dạ. Không bao giờ em yêu hay là honey gì cả. Không có được sang như vậy. Nhưng mà cái đó là khi mà ảnh, ví dụ ảnh đi chơi với em đi, thì ảnh kêu chị khác bộ, đâu có kêu bé dạ đâu. Đi với em dạ kêu khác luôn. Không, kêu kêu. Có ý em là có mặt chị ở đó. Không, mặt chị thì nó kêu. Đi riêng ảnh nói sao anh? Mà chị muốn nghe không? Em kể cho chị nghe. Đâu tâm sự ra. Ảnh kêu chị là cái con mà năm nay nè. Con cọp. Con cọp cái đúng không? Phải không? Em nói thiệt không? Không, nghe trời á. Còn đi với em là đừng nhắc nữa, đau đầu lắm rồi. Không có nhắc luôn, còn đi với em. Anh đi về anh đâu có nhắc gì chị đâu. Vị trí được chọn sẽ là ai đi ạ? À? Dạ em sẽ chọn chị Lam Vĩ Dạ. Lam Vĩ Dạ. Wow, bắt đầu. Theo khảo sát 100 đàn ông trung niên, khi nói chuyện với bạn bè họ thường gọi yêu vợ mình là gì? Anh Đạt gọi chị là gì? Bé dạ. Baby. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Bé dạ hoặc là baby. La Vĩ Dạ. Không bao giờ em yêu hay là honey gì cả. Không có được sang như vậy. Nhưng mà cái đó là khi mà ảnh, ví dụ ảnh đi chơi với em đi, thì ảnh kêu chị khác bộ, đâu có kêu bé dạ đâu. Đi với em dạ cũng kêu khác luôn. Không, vậy lúc đó là có ý em là có mặt chị ở đó. Không, có mặt chị thì mới kêu. Đi riêng ảnh nói sao anh? Mà chị muốn nghe không? Em kể cho chị nghe. Đâu tâm sự ra. Ảnh kêu chị là cái con mà năm nay nè. Con cọp cái đúng không? Phải không? Em nói thiệt không? Không, em nói trời á. Còn đi với em là đừng nhắc nữa, đau đầu lắm rồi. Không có nhắc luôn, còn đi với em. Anh đi với em anh đâu có nhắc gì chị đâu. Em thấy mấy người đàn ông trung niên á hay gọi vợ mình là bả. Bả nha, cái đúng từ rồi. Bả là sử dụng nhiều nhất nhiều luôn. Nhiều nhất luôn á. Đây là chúng tôi đang dùng từ là gọi yêu. Yêu nha. Gọi yêu. Không phải là danh xưng của người thứ ba nha. Em nói hả, ít khi nào mà đàn ông mà sau lưng vợ mình trước mặt bạn bè mà gọi yêu vợ. Đúng rồi. Có. Ví dụ như nè, tôi nói cho mấy ông nghe. Cái đụ đạn của tụi nhà dữ lắm. Anh nói ví dụ vậy đó, đó là gọi yêu đó. Vậy là con cọp cái là đúng rồi chị. Con cọp cái. Tại vì thật sự là em chưa bao giờ nghe ai nói về cái việc này luôn á. Tại đằng sau lưng mình cũng biết ổng gọi mình bằng gì. Nhưng mà thường cái từ bả là dùng nhiều nhất. Em thấy nhiều nhất luôn á. Bả là dùng hay dùng từ bả. Chúng ta có 4 đáp án lựa chọn. A là sư tử Hà Đông. B là má nhỏ. Má nhỏ. C là nóc nhà. Và D là mẹ sắp nhỏ, mẹ tụi nhỏ. Ồ cái nào cũng hợp lý luôn nha. Má nhỏ nè, thấy hay nói là má nhỏ. Ủa không lẽ nói chuyện với bạn mình mà nó gọi yêu vợ mình là cô sư tử Hà Đông ở nhà anh. Ờ dài kỳ lắm. Đi dài lắm, dài sến lắm. Không thiệt là má nhỏ nghe hợp lý rồi á. Nó ngắn gọn mà nó dễ kêu. Trả lời đi ạ. Đáp án là anh Đạt nghe em cũng trạc cái tuổi đó, cũng 40 rồi. Thì em nghĩ chắc là dùng cái từ mẹ tụi nhỏ. Mẹ tụi nhỏ, mẹ sắp mẹ nhỏ. Sắp nhỏ. Là lựa chọn của Lâm Vĩ Dạ. Tin đi không ạ? Dạ, em không tin ạ. Vì sao? Tại vì em nghĩ với cái lứa tuổi đó thì sẽ sử dụng từ sư tử hay đông nhiều hơn. Tại vì ba em dùng. Bé nó nghĩ là ba bé dùng từ đó. Và bé nghĩ là lứa tuổi đó sử dụng từ đó. Và không tin Lâm Vĩ Dạ. Kể cả không tin và kể cả đưa ra lựa chọn của ba đều chính xác. Bằng nhau à. Sư tử Hà Đông là 23%, mẹ tụi nhỏ là 21%, má nhỏ là 16% và nóc nhà là 16%. Ủa sao ông về sớm vậy? Thôi sự tự Hà Đông nó chịu dữ lắm. Ủa, câu đấy là yêu quá ta. Ở nhà yêu quá. Ý là cái gọi... câu chọc á, giống như là... Ủa vậy là gọi yêu rồi phải đó là gọi thẳng là con sư tử. Giống như là ui con sư tử ghê lắm. Như vậy là dù sao thì bé cũng đã mang về được một chút ít đầu tiên cho mình, xin chúc mừng. Bây giờ là Quỳnh Thi xin mời. Dạ anh Lê Dương Bảo Lâm ạ. Lê Dương Bảo Lâm. Theo khảo sát 200 người đàn ông, đa số họ sẽ nói gì nếu vợ nói vâng. Em thất nghiệp, anh có nuôi em không? Ê, hồi đó em có coi cái live stream mà Lâm nói rõ ràng là nghỉ đi ở nhà anh nuôi. Chúng ta có ba lựa chọn. Có lựa chọn. Phân tích gì cực vậy? A, nghỉ đi, anh dư sức lo cho em. Đó, Lâm tùy người đó, tùy người. Ráng làm đi em. Đúng rồi. Ở đâu cũng vậy. Đâu cũng vậy. C, ở nhà buồn lắm anh nói trước. Hai câu sau là chồng em nói đó. Vậy à? Thôi nghĩ là ráng đi. Câu đầu á là anh lo cho em đúng không? Anh dư sức luôn á. Ờ anh dư sức. Là tùy người thôi. Gặp mà vợ em giờ nếu là em thất nghiệp thì em kêu là lãnh móc câu hoặc là lãnh tranh thiêu chữ thập về làm thêm ở nhà cũng được. Không thể nào mà để mình ù lì được đúng không chị? Không, bữa hổm có một lần á Quỳnh khóc vì người ta bơm hàng đó. Đó đúng rồi. Thì em livestream lên em nói á bây giờ thôi nghỉ đi anh nuôi. Mà nghe nó dễ thương lắm. Em nghĩ là như vậy, bởi vì người đàn ông mà
phải có một cái bờ vai vững chãi để cho vợ mình nương tựa vào. Đúng. Ở ngoài kia mệt mỏi sóng gió như thế nào, về nhà chỉ cần người chồng dang rộng vòng tay ra để mà ôm ấp người vợ mình thôi. Và em nghĩ là nghĩ đi anh nuôi. Vô. Thế nãy tin hay không ạ? Dạ tin. Tin. Lựa chọn tin Lê Dương Vũ Lâm là một sự lựa chọn. Không chính xác. Trời ơi. Sau khi khảo sát đáp án 37%, em ráng đi, ở đâu cũng vậy thôi. Rồi. Wow. An ủi mà nhiều khi nghĩ đi, anh dư sức lo cho em là 32% và ở nhà buồn lắm đó nha, là 30%. Không mà đúng á anh. Đúng, ta đúng. Nói nhàn cư vi bất thiện á, phụ nữ mà ở nhà nhiều quá là cũng có chuyện. Có đó. Chuyện à. Mấy ổng biết cho nên mấy ổng đâu có dám cho ở nhà. Nói chung là một dấu ít nữa thuộc về quyền quy. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc trận đấu ở vị trí của chị Mi Du. Chị Mi Du. Mi Du làm nghề rồi. Dạ em làm việc tiếp rồi ạ. Wow. Cần hỗ trợ không ạ? Hỗ trợ gì Mi Du ơi? Hỏi về hôn nhân gia đình là ổn em. Câu hỏi này không liên quan tới hôn nhân gia đình. Theo thống kê của Hội Bảo vệ Động vật Hoàng gia Anh. Wow. Thỏ ăn quá nhiều cà rốt sẽ bị bệnh gì? Vậy là mình sẽ bắt đầu, mình sẽ phân tích từ cái món ăn của con thỏ ha. Ví dụ như theo chị nghĩ ha, là con thỏ nếu như mà nó ăn cà rốt á thì trong cà rốt nó sẽ có nhiều cái vitamin A nè. Có A là sáng mắt ra, đúng không? Nhưng mà anh này hỏi là bị cái gì, đúng không? Đúng vậy. Không ai nói là bị sáng mắt hết trơn. Đúng vậy. Bị no. Bị no nghẹn. Có một ý hay nha Khoa. Bị mắc nghẹn. Bị gì mọi người? Bị mòn gan hay bị cái gì đó của gan không? Không. Có phải bị mấy cái con đó là nó phải ăn những cái đó để nó mài cái răng nó đi, không thôi là nó dậy mà. Ê, có thể đó nha em, Mi Du. Dạ, nó bị sâu răng. Bị sâu răng, nhưng mà Chris nói mòn là răng. Nó phải ăn cái đó để cho mài cái răng của nó. Chứ răng thỏ bị sâu răng nếu ăn nhiều, nhiều quá. Nếu như mọi người để ý, con thỏ người ta nuôi, người ta không phải chỉ cho ăn cà rốt, nó còn ăn những cái cọng rau mà rau non á, nên có thể là nó sẽ bị sâu răng á. Hư men răng đi em. Hư men răng. Trời ơi. Đáp án là bị ứ hự. Bị đầy bụng. Em nghĩ là bị béo phì. Trời ơi, người ta phân tích quá trời, cái hay tự chọn cái đầy bụng. Ủa? Bé này thiệt á. Xin hỏi, tin hay không ạ? Dạ, câu này em không tin. Vì sao ạ? Vì sao? Tại vì nó khó tin. Và không tin Mi Du là một sự lựa chọn. Bị mòn gan hay bị cái gì đó của gan không? Nếu như mọi người để ý, con thỏ người ta nuôi, người ta không phải chỉ cho ăn cà rốt, nó còn ăn những cái cọng rau mà rau non á, nên có thể là nó sẽ bị sâu răng á, bị đầy bụng. Trời ơi, người ta phân tích quá trời, cái hay tự chọn cái đầy bụng. Ủa? Bé này thì ra chính xác. Yeah. Hay quá. Anh Giang để ý từ vòng đầu đến bây giờ vô chung kết không tin bất kỳ ai. Đúng vậy, ý là không tin nghệ sĩ đồng nghiệp lắm. Ai biết đáp án của câu hỏi này ạ? Là sâu răng. Sâu răng. Bị béo phì. Béo phì. Béo phì. Mòn men răng. Mòn men răng. Cà rốt đối với thỏ giống như một loại độc dược, nó chứa quá nhiều đường. 11% thỏ nuôi làm cảnh thì anh bị sâu răng vì ăn nhiều cà rốt. Wow. Wow. Hoặc gặp các vấn đề không tốt cho men răng. Đó, không tốt cho men răng. Trời ơi, trả lời đúng rồi. Sâu răng. Là bị sâu răng hả anh? Vậy tại sao con thỏ ôm củ cà rốt hoài là biểu tượng cho anh? Không biết luôn. Nó thích ăn là chuyện của nó, còn nó có bị hay không là chuyện của nó. Như vậy là với 3 dấu ít hàng dọc, Quyên Quy là người chiến thắng. Còn bạn gái thân mến Quỳnh Thi, bạn sẽ dừng lại với phần thưởng là 6 triệu đồng. Còn ngay bây giờ chúng ta mời Quyên Vi bước vào vòng đặc biệt. Thưa quý vị thân mến, đây là vòng đặc biệt buổi tối ngày hôm nay, chương trình Chọn Ai Đây. Quyên Quy là người cuối cùng bước vào vòng đặc biệt và hiện tại đang nắm giữ trong tay phần thưởng 8 triệu đồng. Bây giờ sẽ có một hỏi duy nhất ở một vị trí nghệ sĩ duy nhất mình sẽ chọn. Nếu trả lời chính xác, mình sẽ được cái số tiền bên trong phong bì mà nghệ sĩ đang nắm giữ. Dạ. Vị trí sẽ chọn là... Dạ, em chọn chị Mi Du. Mi Du. Wow. Tại sao lại là chị vậy? Câu này mà chọn Khả Như là ngon rồi. Tập này liên quan tới tỉnh Hậu Giang. Trời ơi, quê bả luôn. Sỏi mầm là tên gọi khác của món đặc sản gì ở vùng Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang?
sỏi, sỏi thận sỏi mầm. Hay hồi đó giờ em ăn mấy miếng đá, một cái món mà có sỏi đá duy nhất là cái món mà bò mà nướng trên đá đó. Đúng rồi, bò bò quay gu rồi này nọ mình nướng trên đá đó, nhưng mà nó không có liên quan tới Hậu Giang cho lắm ha. Thêm nghĩ là nó không phải là một loại rau hay loại cây gì cho đúng, mọi người nó một nghĩ loại thịt. Món ăn luôn nó là một thịt món cá hay gì đó thịt. Em đi ăn ngoài thấy hay có thịt với lại mấy cái nướng bằng cái sỏi thôi, còn không biết ở Hậu Giang thì là món gì. Không, em nghĩ là nó nếu mà có sỏi có đá thì nó phải là một cái gì đó để mà nướng ở trên cái đá sỏi đó. Chỉ là em chưa có đi xuống Hậu Giang để mà em anh biết Giang được. Hỏi em đi quê em nè. Quê đâu ạ? À? Dạ Hậu Giang. Trả lời câu hỏi gì rồi được không ạ? Dạ, đó là món heo rừng nướng sỏi. Heo rừng nướng sỏi hả? Là cái cục sỏi đấy là nóng lên xong đặt miếng heo lên rồi chị. Ủa nhưng mà dạ. Ở Hậu Giang có rừng hả? Chị? Không có rừng. Ở Hậu Giang có những cái vùng mà nó gọi là khu quy hoạch của những cái rừng cây nó không có quá lớn, nhưng mà Hậu Giang cũng có chứ. Đó là sỏi, còn mầm là cái gì? Nó gọi là đặc sản. Nó là đặc sản, người ta gọi một cái tên thôi. Ví dụ người đi rừng người ta gặp con cọp, người ta đâu kêu bằng con cọp, ta kêu bằng ông 30. Thì con heo thì có thể là một cái tên khác mà người ta gọi. Chị nghĩ là cái khả năng nướng sỏi và nướng đá nó rất là cao, nên chắc chắn là phải là một cái món gì đó nướng trên sỏi. Mà để nướng trên sỏi thì Hậu Giang chắc là không phải là hải sản nướng sỏi rồi, nó phải là một cái loại thịt. Vì chị không phải ở Hậu Giang thì chị chỉ phân tích được tới đó thôi, nhưng chị sẽ tin tưởng một người ở Hậu Giang là chị Khả Như để giúp em. Thì chị nghĩ là sẽ chốt đáp án là heo rừng nướng sỏi. Rồi dạ. Tin đi không ạ? Dạ không ạ. Dạ không ạ. Ủa sao vậy? Ủa người ta Hậu Giang đó, người ta chỉ cho mà. Ê, cả một công sức của chị Mi Du với chị Khả Như đi phân tích. Nguyên một xóm mừng tới đây. Tới đây để không tin đi sao? Như vậy là bé không tin với sự trợ giúp của Khả Như, người con tại vị thanh Hậu Giang, nhưng bé trời giờ không tin. Trời ơi, người ta không tin mẹ con. Món sỏi mầm là món thịt rừng nướng sỏi. Bé không tin. Em nghĩ là món mắm gì đấy. Mắm gì? Rồi phải Sóc Trăng đâu mà mắm. Và không tin Mi Du, kèm theo đó là không tin Khả Như luôn. Không tin tất cả ai đây từ đâu chứ gì đến giờ. Em không tin, em đến đây làm gì? Đúng, tới đây để lột mặt chung cư. Để giật mặt chung cư giả dối mọi người. Và không tin Mi Du là một sự lựa chọn. Không chính xác. Ôi. Đó chính là heo rừng nướng sỏi. Rồi, hãy không tin mẹ con tôi liêu liêu. Heo rừng sau khi tẩm ướp với các loại gia vị, nước mắm, đường, tiêu, tỏi, ớt, bột ngọt, người ta sẽ nướng cục sỏi lên, sau đó người ta sẽ đặt trên đó, lật lật lại nó chín và ăn với rau sống rồi nước mắm chua ngọt vậy thôi, đơn giản. Thì bé sẽ không được cái tiền thưởng trong phong bì của chị Mi Du. Mi Du, hãy mở đi nào. 1 triệu. Như vậy là bạn vụt mất 3 triệu đồng, chỉ mang về 8 triệu đồng từ chương trình. Chọn ai đây? Bây giờ chúng ta sẽ xem tất cả anh chị em còn lại ai là người giữ 10 triệu đồng. Xin mời. Ồ, ai 10 triệu vậy? 10 đấy. Ai nữa? Quyết bạn đang giữ 10 triệu đồng. Nói chung là ngày hôm nay em là cũng may mắn rồi. Không tin ai hết mà cũng mang về được 8 triệu đồng là cũng chúc mừng rồi. Dạ. Và cảm ơn các anh chị nghệ sĩ đã ủng hộ em hết mình. Dạ. Cảm ơn anh chị.